Hai người với cá chào tất cả các bạn. Hôm nay trải nghiệm đi câu cá đập các bạn nha các bạn. Các bạn coi kênh nhớ like và subscribe giúp mình. Cái này là nó tự chết nha các bạn, nó nổi lên á. Ủa sao kìa? Hả? Kêu rửa sạch luôn rồi. Có dao luôn. Đang ốp gà nha các bạn. Lấy dầu khứa không? Người vi cá đang ốp gà. Rồi, thơm nước này thơm chứ ta. Con dao sẽ được đâu mà tại. Giờ được hấp. Bây giờ làm khứa. Hay là con tôm bóng đầy giữ tôm bóng nhiều lắm. Gà này thiếu cái mỡ chết sao? Cứu người. Dạ. Đứt kèm luôn quá. Có cây sỏ không? Không có đem cái dĩa hay sao? Cái cây đây, cây. Có, hai có cây. Có cây chấm. À, đúng rồi, nó bị chấm sỏ rồi luôn. Hả? Cái này mà nướng lên chắc bá cháy luôn nha các bạn. Bạch hả? Bạch đưa nhiều lắm. Lấy gì để yêu nó nữa chứ, chống chứ sao ấy được. Nóng dữ chứ. Câu cá nướng gà luôn nha các bạn, nó hay nắng một xíu nên nó hay chói nha. Vô quá, vô. Này chắc xây luôn quá, ngồi đây xây luôn quá. Để không, yeah. À, nó cũng trở qua luôn mà. Quá. Quá nóng luôn chứ. Có cây sắt này nữa. Vậy mà không chín nó mới lạ luôn á.
Phỏng, phỏng hả thôi. Từ từ em đừng xay nữa, để cho chín cái bìa đó đi. Hồn quá mà cháy luôn rồi Thi ơi. Trời ơi, có kiến nữa. Bay ra ngoài đi, hay rồi xong luôn. Vô qua đây. Ê. Vậy, đừng dò ra ngoài luôn nha. Cá giải đùng đùng nha các bạn. Cá 5 kg á. Gà nó vàng ơn luôn nha các bạn. Nước ở ngoài trời gà ta nên nó vàng rực à. Nhìn là thèm chảy nước miếng luôn á. Các bạn thấy không? Bên đó là đập đá vàng nha các bạn. Hay bị cháy rồi. Có thể chặt được cái anh nặng ra, cái chanh ra hai cái lon á ngự. Em để đứt lon à. Thế là ăn nhiều thế nhiều chứ. Ngồi ngồi dùng luôn đi. Thấm tiền rồi. Mình ăn hai cái đó ăn sao rồi. Mình chấm đi. Nước. Làm gà được rồi. Đi xa hay vô nữa hả? Má bắt câu lấy câu bắt yên gà giúp dưới đĩ mẹ của anh. Xong bây giờ má giấy này hết trần hả ta? Cái đùi giấy ngon á. Ngày mai đi nó cầu dưỡng ha. Du lịch không ha? Ừ. Ngày mai lên đây thấy du lịch không? Chiều nay. Giờ hết rồi. Bắt xe sẵn luôn ha. Bắt xe lạnh luôn rồi chứ. À, ngon rồi. Thiệt luôn hả anh Ngự? Không. Làm lon ơi. Làm lon ơi cái làm đó. À, ngán giờ ngán. Nhà còn bia nhà nữa kìa. Bữa khai trương chứ. Không có nhậu rồi. Đèn hay làm gì? Cái thằng hồi nãy chạy đây nè. Cái thằng hồi nãy em kêu nó vô nó đứng á. Thấy quen mà. Lính luôn tính đèo á.
ớt cả. Đây nhiều ớt, đây ngon quá. Ủa hết luôn rồi. Cái này mà ớt thịt bò nữa ngon. Mày cái máy đó lấy nước ngoài hết coi nha. Đâu quay nãy mới quay thiệt. Làm giờ là chú Chí cừ đã luôn vô bộ cái đó mốt rồi lấy âm thanh lòng bản quyền luôn. Cái clip mà hay cừ cừ á, cái lúc mà vừa cừ ha. Lúc mày đang điện đi. Dở lên cá đồ hết thèm luôn. Thế thì để ngửa tay này quay luôn. Thầy cầm nó không giải mà lên đây hả giải đùng 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 ha. Chứ đêm giờ không có con nào luôn á, bảo rảnh chú Chí đem luôn. Ý như con với anh Chính bữa đầu quất cái bịch mình đi rong bột cá. Đâu có ấy đâu bột cá đem về. Cái bữa sau đem cái bao heo, không có con nào. Có hai ba con cái đem về. Con cá này nó nếu mà ấy nhiêu ký vậy? Cá này ta có bán. Chợ của em luôn hả? Có mà cá nhỏ. Đó, nó hồi đó giờ mới thấy luôn chú. Tại vì bữa ông Diệm cho bảy hiệp cá vuồn 5 kg á. Đâu biết mặn đâu, điện thoại hỏi tụi nó nói mặn cái cạo giải là bình thường đủ chưa cạo à, ông sáu phước anh về anh chứ. Cá này cạo giải ăn gì nữa. Cá vuồn đem đi cạo giải, tính cạo rồi á. Ông Diệm chữ ông về ông muốn làm nấu ngót á, nấu ngon ghê chứ. Chính bữa anh đẩy cái chép 3 kg chú Chí cậu giải người ta chữ quá trời. Cậu giải luôn hả? Này chào anh vậy không á? Cái chép cậu giải luôn hả? Cạo luôn. Trời. Cái chép 3 kg ăn sao hết. Chép chân tương mà. Anh nghĩ ăn sao hết. Cạo bỏ bớt. Bữa nướng mà. Cái vàng đã cơ nha. Cái đó có quay phim. Chú Chính hả? Dạ. Ủa sao kìa? Thấy cái nước lâu lắm mà. Rớt luôn chú Chí ơi. Rớt luôn á.
nó cái lá gì ta, trong đó nó cái lá gì á, lá gì ngọt ngọt á, cái hũ ớt á, lá ngưng gió là ăn coi nó thể bảo đảm không á. Cái này dài không Huy? Cam vậy mà nó vô luôn thôi. Ý là làm cái xong luôn ha, là cái đập này nó có đập có đâu đập xa xưa tới giờ mà. Có đời thời. Ý là có bờ hết luôn phải không? Dạ. Ý là có bờ luôn phải không? Gần cuối. Đây là gần cuối ngọn rồi. Ý là mình đi là có bờ hết đúng không? Dạ. À đấy, là đi ép vòng được đúng không? Nó mấy hecta mà. Như cái xong mình không thấy bờ. Cái đầu chưa chắc chưa chín hay chưa chín? Đầu chưa chín. Chưa chín luôn hả? Chín nào chưa chín, chín nướng lại. Chín ở đây. Kìa bánh mì xe kìa, còn lấy hớt. Lại lấy, đây cũng còn nữa hả? Xe thi nè. Hả? Chí hả? Vô mà Trung Quốc. Ồ hay nước cũng lâu dữ rồi ta. Nãy giờ mình nướng mình đợi âm nãy giờ cũng 2 tiếng đồng hồ chứ ít đâu. Dưới mình trở đâu có điều đâu. Đêm này đâu có điều được. Má tao ăn gì tao cũng phải ăn cơm. Vậy hả? Vậy không khỏe, nhưng mà thấy cũng ốm bình thường. Không có lên cho tao luôn. Ăn lẩu á, nếu mà ăn lẩu ở nhà là tao cũng muốn kiếm cơm. Nhưng mà thấy không mập á, cũng lớn tuổi không mập ha, không có lên bụng, lên bụng mình lên cái gan luôn, cái lợn luôn mà. Đó em thử mấy bữa mập em đi ở banh theo chụp hình bụng bự quá vậy, và già hồi nay có bệnh gì sao chụp hình bụng bự chứ. Nào mập là mập à. Nó không ăn gì hết, nó cũng mập, còn đủ mấy người ăn nhiều hẳn ăn đủ mập tạ không có đâu. Người máu đã mập mập. Có nhiều người mấy nhỏ gái đó nó uống nước không nó cũng mập đó. Mấy đứa mà ăn chạy trường luôn á, không có mà ăn gì mà. Mập đủ như heo. Trưa. Ủa không đá luôn hả? Trưa em ăn có chén cơm hoặc chén canh rồi cũng mập bình thường. Còn nói về ăn phi đủ má tao với đồng chí giúp tướng đậu ăn phi phí có mập đó. Mình giả mập không tao hồi nào không với lại chú Trí rồi hay đi này đi kia rồi để vận động nhiều cũng đỡ. Nó dù cũng không đỡ được, rượu nó đỡ hết. Vận động đi bác rồi đó, thấy chú Trí đi với Thiết hay quảng Thiết hay quay mẹ Thiết hay nó hay quay tập tiếp đó. Một lần bỏ rượu luôn, rượu nấu rất đỉnh với mẹ, không thấy khói đâu. Nấu còn một quất không. Cái đó bỏ vô cái uống rồi đuối luôn rồi. Nó từ từ nó có từ từ nó mới hại mình á. Giờ phở bò bỏ nhiên hút vô nghe mùi bọt không? Đúng rồi. Mà cái nước trong khe nước hay đục đục tí xíu mà nhưng mà nó không có xác, nếu mà nhìn thấy cái xác xác nó đó là cái tỉ của con bò. Mà nghe mùi bò mua xương nấu á. Là hiểu. Nhà mình nấu thôi. Giờ đi hỏi là mua về ăn phở là hỏi xí quách thì có. Trời bà chịu thiếu gì cũng gì cũng có. Quá xác mà. Không, đây đây em chạy vô biến nhà của ông Hữu không? Biến nhà của ông Hữu trưởng phòng xem không tỉnh không? Quán bia 39 á. Anh vô đó giờ xíu quách bò ngon lắm. Nó bán cục có 25 ngàn mà chà bá vô hút tẩy đã lắm. Rồi kêu đừng chỗ đó rồi mình ăn thì. Dạ dạ. Lèo có nấu đâu. Được vậy nhà chú Hữu á, Tân Khánh chạy lên đối diện nhà xéo xéo qua 10 công qua đó. Ông Hữu trụ hỏng sao không biết hả? Em ơn anh biết nổi. Tưởng nào mà nó không biết. Ý là quẹo vô chưa tới mà rái luôn, vừa quẹo vô 10 mét à. Ngay bây giờ 39 Tân Khánh luôn á. Bình quá. Ờ, bình quá. Thì vừa ngã tư Tân Khánh chạy lên chừng 500 mét bên trái quẹo vô, có một cái ngõ hẻm quẹo đi tắt lên cây xăng. Ngã ba là chiến thắng luôn á, cái đường nó đi tắt ngã ba là chiến thắng luôn. Thì chạy khúc giữa là ngày của ông Hữu á. Thank you.
chín, mười chín. Đúng rồi. Đây thành quả của mình sáng giờ nha các bạn. Thấy mình ôm lên quá. Hình như cá này nó bị bơ mát hay sao á. Ui. Ui. Ây da. Trời nó hở nó. Có khi nào. Chín rồi nha các bạn, sáng giờ đó.
chiên giòn ngon lắm. Cái này cái gì? Cái chép hả? Mì Vinh. Mì Vinh ha. Ý chữ cả giọt ha. Thật nguy hiểm quá chích. Đánh chặt là đánh chắc luôn đi, sợ chết. Đừng có thả ra, thả ra lử. Cá lớn lên, cá lớn lên. Chuẩn bị cá, chuẩn bị cá, chuẩn bị cá lên nha các bạn. Lên lên, cá lớn lên. Bữa sáng giờ đó. Đông cạnh luôn. Căng không? Đông. Rồi rồi rồi. Cần lại cứ quá ông cầu ngay trừ. Trời ơi. Gì vậy? Cá chứ gì. Hai con rồi bạn. À ơi. Cá bự quá, cá bự quá các bạn ơi. Một cặp. Trời ơi. Nha các bạn. Đó, 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 đi. Được, 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 được. Được, 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 được. Bự mà, thấy nó. Ê. Trời. Nè, nè, qua đây nè. Dính cần, dính cần luôn. Cái chừng sảy à. Qua đây nè, qua đây nè. Cái bự, cái bự, cái bự. Quay nè, qua đây nè. Bước qua là uống. Từ 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 từ. Ý. Ê. Cái gì chứ mà nó chép đâu. Chép chép. Nó chưa, nó nãy nó chưa ủi, chưa sóc lự. Ấy qua mạnh lên chứ chi. Sóc lự. Bên đó mèo không á. Em ép qua biết chết mẹ rồi, vô đó. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Ủa tí quá vậy? Rồi rồi tắt 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 tắt. Quay quay điện thoại chỗ khác đi. Hả? Quay điện thoại chỗ khác đi. Sao hả? Quay điện thoại chỗ khác đi. Ê, bự 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 bự. Quay điện thoại chỗ khác đi. Ra 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 ra. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Mày dính lớn nè, mày dính lớn. Chép chạy khác. Trời ơi, sao nó dính ngang vậy? Ờ. Ừ. Thấy không, nãy cái trước dính cái nhỏ này giờ dính. À, con dính hai con luôn, cặp cặp không bạn, giờ dính cặp cặp không à. Nhỏ mày với nhỏ nào, nhỏ này nè. Sao, quay vô nè. Nhỏ bên đây quá. Nhỏ càng bên đây nè. Xả, 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 xả càng bên đây. Nhỏ đỏ càng cuối thân cần tôi căng luôn kìa. Xả, thấy, thấy, thấy. Thấy đứt á. Rồi, rồi. Rồi. Dạ. Cái ngựa nè. Đấy, thấy, 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 bắt nó, thấy, bắt nó, thấy. Cái ngựa nè. Thấy, bắt thấy. Cái ngựa gì? Nè, ông Chí kể không? Hả? Cái ngựa nè, ông kể không? Nói không có. Cái ngựa đâu? Ủa, còn cái nhỏ này. Cá không? Nhỏ nè. Không phải ngựa. Nè, cái nhỏ. Dính hai con lượn nha. Đồ má gì dính cá nhỏ nặng cái ngựa. Bạn tổng kết nha các bạn. Ê. Rất là to nha các bạn. Cái này à. Cái trôi bự nè, có cá ngựa nữa nè. Cá trôi. Hai vậy chứ bự lắm nha các bạn. Rồi, cá này là cá ngựa. Rồi nó mắc dấu luôn. Yeah. Làm luôn đi, cắt cho hàng khúc bây giờ có kho ăn các bạn. Ừ, rất là to nha các bạn. Ồ, bự quá, ba chứ mấy á. Đây, kêu đây, kêu đây. Cảm ơn tất cả các bạn xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký, like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.